đạo đức sẽ mang lại hạnh phúc cho loài người. Bài pháp thoại của lớp Chánh kiến năm 2005 do trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Con người biết làm thực phẩm để dành để sống, biết làm ra của cải, biết làm ra thức ăn. Còn con vật có biết không? Không biết. Là con có thấy con vật gì mà nó đi trồng tỉa không? Đi lượm, đi mó. Thiên nhiên có gì thì đi lượm đấy. Còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm, cho nên con người là một cái loài động vật cao quý nhất. Nhờ có sự cao quý, có sự tư duy suy nghĩ, có sự sáng tạo, cho nên con người vẫn làm điều thiện tốt. Và nếu con người làm tốt, một loài động vật cao cấp nếu chúng ta làm tốt, thì tất cả những loài động vật hoàn toàn trở thành con vật hiền lành, và hoàn toàn không còn có những con vật sinh lên, nghĩa là hoàn toàn là những. Còn nếu mà con người chúng ta còn ác pháp thì còn sinh ra loài động vật quá nhiều. Chính hai là môi trường sống là nhân quả. Nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến thành cái thế gian chúng ta, biến thành môi trường sống của chúng ta, trở thành môi trường sống hiền hòa, trở thành mọi vật hiền hòa. Nếu con người chúng ta mà làm sống thiện thì loài vật sẽ sinh ra loài vật hiền hòa, không bao giờ sinh loài vật hung dữ ăn thịt nhau. Các con thấy con bò, con trâu có ăn thịt nhau không? Nhưng vậy không có. Bởi vì có những con vật hiền lành, nhưng có những con vật xé con này giết con kia ăn. Đó là do ai mà ra những con vật này? Từ môi trường. Mà môi trường thì có từ trường ác và từ trường thiện. Mà từ trường ác, từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra? Nếu con người chúng ta là những người biết sáng tạo, biết chế tạo, biết hiểu thiện ác, mà luôn luôn hành động ác, thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều, thì loài động vật ác càng sụt thấp. Sự chết chóc đau thương trên hành tinh này rất là lớn. Cho nên sự tu tập của chúng ta trở về với đạo đức nhân bản, nhân quả sống trong lòng khổ mình, khổ mình, khổ chúng sanh, là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng. Thì xin nhắc nhở để bài viết của mấy con đường đi nhân quả và nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành là cẩn thận viết, nó không phải tốn được nữa, mà viết để áp dụng vào đời sống tu học giải thoát bằng việc vô lậu, bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát, rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên viết rất cẩn thận, kỹ lưỡng mỗi được mỗi đề tài, mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả, chuyển biến nhân quả, áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết luôn mà chúng ta không biết áp dụng, tức là chúng ta thiếu ví dụ, thiếu bài, chúng ta thiếu ví dụ, đem cuộc sống xảy ra trên cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả. Đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này. Các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng, và những bài viết của mấy con mỗi bài là mỗi nhân quả, mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn, chánh kiến, không còn sai lệch nữa. Một giá trị rất lớn là chúng ta hiểu biết được thì như thật thì chúng ta sẽ giải thoát, còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát.